Lệ Quyên khoe tài sản trước biệt thự giác vàng vừa tậu thêm kim cương đắt đỏ. Nổi tiếng hơn hai thập kỷ, Lệ Quyên hiện có chỗ đứng nhất định trong lòng của nhiều khán giả. Ngoài ra, tại nhiều bài hít đình đám, nữ ca sĩ còn sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ ở tuổi ngoài 40. Mới đây, dòng ca nếu em được lựa chọn gây chú ý khi khoe khoảnh khắc thả dáng với ô tô trước biệt thự giáp vàng tại thành phố, thủ đức, thành phố hồ chí minh. Lệ Quyên diện trang phục cổ yếm, khéo khoe phần xương quay xanh quyến rũ cũng như giúp tôn dáng thon thả sự ngọt ngào từ đêm thứ bảy lan qua ngày chủ nhật cô chia sẻ được biết lệ quyên sở hữu căn biệt tự giác vàng gần 600 mét m vuông gồm một trệt hai lầu và có hồ bơi rộng rãi Cơn ngơi của nữ ca sĩ và bạn trai được xây dựng theo phong cách hy lạp với ga màu trắng chủ đạo tạo nét thanh lịch sang trọng ngoài ra trên trang cá nhân lệ quyên vừa tiết lộ món trang sức có giá trị đắt đỏ cô khoe đôi bông tai đính kim cương trông vô cùng đẹp mắt và có thể đây là phụ kiện vừa được nữ hoàng phòng trào bổ sung vào bộ sưu tập kim cương của cô Hép Happy sang đây, tạm dịch tâm trạng tốt, chúc mừng ngày chủ nhật, nữ ca sĩ tận hưởng ngày cuối tuần của mình. Lệ Quyên khoe đôi bông tai đính kim cương đắt đỏ, nữ ca sĩ tận hưởng cuối tuần. Ở tuổi ngoài 40, Lệ Quyên có sự nghiệp thành công, có tình yêu viên mãn bên Lâm Bảo Châu. Quan trọng hơn, cô biết bản thân muốn gì, biết cách yêu thương chính mình và bỏ ngoài tai những thị phi. Dù bận rộn với lịch trình đi diễn, làm mẹ thì mình vẫn cố gắng dành thời gian để chăm chút cơ thể, thấu hiểu tâm hồn mình. Và điều khiến Lệ Quyên tự hào nhất ở hiện tại chính là chưa một giây phút nào Quyên quên việc yêu thương bản thân mình, được ca sĩ từng tâm sự. Ở tuổi ngoài 40, Lệ Quyên yêu thương bản thân, có sự nghiệp thành công. Lâm Bảo Châu khen Lệ Quyên xinh tươi, phấn khích khi cùng làm chung một việc. Mới đây, Lâm Bảo Châu vừa chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ bên Lệ Quyên, đánh dấu lần đầu tiên cả hai cùng thực hiện việc chạy bộ. Hôm nay có thành viên mới trung cùng cổ vụ anh đem chạy bốc hẳn. Bất chấp dưới mưa phẫn về đích xinh tươi, nam diễn viên chia sẻ. Kèm theo đó, anh đăng tải khoảnh khắc chụp cùng Lệ Quyên và các thành viên trong team chạy bộ. Qua chia sẻ, được biết đây là lần đầu nữ ca sĩ 8 ít nhập hội chạy bộ cùng người yêu. Cô diện trang phục thể thao, bớt sát cơ thể để lộ phúc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ ở tuổi U50. Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu Tình tứ chụp ảnh cùng nhau sau khi hoàn thành quãng đường chạy bộ hơn 8 km trong 38 phút. Bên dưới bài đăng, Lệ Quyên hài hước để lại bình luận, đang xin theo các siêu nhân đáp lại Lâm Bảo Châu tỏ ra hào hứng khi có bạn gái đồng hành trong quãng đường chạy. Vô phu nào đồng rung yến chỉ người chạy bộ cùng phóng viên. Ngoài ra nhiều bạn bè của Lâm Bảo Châu để lại bình luận bày tỏ sự bất ngờ khi anh chủ được lời khuyên cùng tham gia chạy bộ với nhóm quá xuất sắc thành viên mới của team. Thành viên mới này đỉnh về anh phấn thế, hạnh phúc vui vẻ và đạt được những gì anh mong muốn nhé. Cụ lôi kéo được chị nhà đi rồi à?